Anh em tắt tắt tiếng xuống dùng anh cái nha, không má nó phạt bảo ấy. Website đào tạo Forex xin chào nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Ê, bản thân nhà đầu tư thấy rõ khi mà chúng ta giao dịch ở trên thị trường, chúng ta phải hiểu được đâu là những cái giá trị và giao dịch thực tế trên thị trường, và nhà đầu tư tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex thì bản thân các bạn phải thấy rõ người thầy họ giao dịch được hay không. Thì đây là những giá trị mà chúng tôi chia sẻ bằng chính những vấn đề nhà tài khoản của bản thân chúng tôi trên thị trường để cho nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá. Trước khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, bản thân các bạn phải nhìn nhận, phải hiểu và phải thấy rõ được thầy của mình có giao dịch được hay không trên thị trường giao dịch Forex này. Khi mà thầy không có giao dịch được thì chúng ta sẽ có một thứ là chúng ta sẽ không vận dụng được các giá trị vào trong thực tiễn. Thầy phải đánh like, phải chứng minh tài khoản trước khi mà chúng ta quyết định học, chứ chúng ta không nghe mồm. Sống lâu trên thị trường này không phải là vấn đề mà chúng ta nhìn nhận và đánh giá. Trong suốt thời gian nhiều năm qua trên thị trường, tôi đã chia sẻ cho nhà đầu tư để nhà đầu tư thấy rõ được các giá trị thực tiễn này và gì nhỉ. Tôi đã đánh rất là nhiều các cái video live stream trực tiếp, gần cả 1.000 video gửi đến cho nhà đầu tư trong suốt thời gian gần 3 năm qua trên thị trường. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư khi tham gia vào phải nhìn nhận và đánh giá được. Thì đây mời nhà đầu tư theo dõi nha. Thế tôi xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư. Chúc nhà đầu tư giao dịch thành công, nhà đầu tư theo dõi một cái livestream này. Thế tôi ngồi tôi hiện chơi game, bọn tôi đang ở Nha Trang nhé. Thì giờ làm gì đâu, đố ma ra nó chết rồi. Cửa dưới kìa Tuấn, Tuấn đi súng bắn đúng không? Á là ép anh qua ra cái một con bắn một con đập. Đó, các nhà đầu tư thấy rõ tài khoản này đang đánh khoảng trên 5 lot. Đấy, tôi quay live stream trực tiếp để cho nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá được. Khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, các bạn phải thấy rõ được những giá trị giao dịch thực tiễn trên thị trường. Thầy mà không đánh được thì lấy gì ra để mà chúng ta có thể giao dịch được? Ăn 200 mấy đô nữa rồi này.
xuống dưới nhé, lún xuống phía dưới. Đó, các bạn thấy rõ nha, thì tôi giao dịch ở trên thị trường thì đơn giản vậy thôi, mọi người sẽ tự nhìn nhận và tự có những cái đánh giá riêng cho bản thân các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Dựa sau 3 thằng lên dưới đúng thì từ lâu tới ngọc mày nó nói hoài. Mình thấy máu mình đào quá mà. Mình không quen mà mới chơi có 2 ngày 3 ngày ra luôn. Người ta bị kiểu trên chó lạnh. Trông ăn đẹp không? Nó rình hay quá, nó từ trong rừng nó từ những bụi nó nhảy ra ngoài. Rồi, xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư, chúc nhà đầu tư giao dịch thành công trên thị trường nha.
Khi mà các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, các bạn phải thấy rõ được các cái giá trị giao dịch thực tiễn trên thị trường và các phương pháp, thì các bạn phải có thời gian để các bạn nhìn nhận và đánh giá, chứ không phải nhà chúng ta tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này chúng ta thích thì chúng ta đánh, chúng ta không thích thì chúng ta không đánh ở trên thị trường. Và lúc nào thì chúng ta cũng kêu là nhà phải ăn thế này hay thế kia ở trên thị trường, thì đó là một điều không hoàn toàn không chính xác đối với cả bản thân các bạn khi mà tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Thì đấy, tôi chia sẻ cho mọi người cùng theo dõi, cùng nhìn nhận và cùng tính toán các giá trị thực tiễn ở trên thị trường, và để làm sao khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này thì bản thân các bạn phải hiểu rõ được đâu là những thứ mà để cho chúng ta nhìn nhận, đâu là những thứ để cho chúng ta theo dõi, và để chúng ta có thể hiểu được bản thân mình tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này thì chúng ta sẽ phải thấy rõ được các cái giá trị thực tiễn ở trên thị trường này là như thế nào. Thì đấy, thì chia sẻ mọi người để mọi người theo dõi. Đó, tôi xin cảm ơn mọi người nhé, chúc mọi người giao dịch thành công ở trên thị trường giao dịch Forex này.